Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam quản lý chặt chẽ công tác điều phối giờ cất cánh hạ cánh của các chuyến bay, được gọi là suất bay, như một biện pháp tăng cường phòng chống tham nhũng và tiêu cực, truyền thông trong nước đưa tin. Suất bay hay slot bay là khoảng thời gian được phân bổ cho các hãng hàng không cho cất cánh và hạ cánh các chuyến bay tại sân bay. Với số lượng suất bay vào khung giờ đẹp chỉ có hạn, đây luôn là mục tiêu cạnh tranh gay gắt giữa các hãng hàng không ở các sân bay có tần suất hoạt động cao như Nội Bài, Tân Sơn Nhất. Việc sử dụng các suất bay tại Việt Nam hiện nay không đồng đều giữa các hãng hàng không nội địa. Trong giai đoạn từ ngày 5 tới ngày 11 tháng 1, có hãng chỉ sử dụng gần 85% số suất bay được cấp vào các khung giờ đẹp. Hơn 15% số suất còn lại không được khai thác, theo VOV. Trong một văn bản, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cục Hàng không phải điều phối các suất bay chặt chẽ và chấn chỉnh tình trạng chậm hủy chuyến, thực hiện không đúng suất và xử lý nghiêm vi phạm, theo Zing News. Bộ này cũng yêu cầu Thanh tra Bộ tổ chức đoàn kiểm tra việc điều phối suất bay tại Cục Hàng không và cơ quan có liên quan và báo cáo kết quả. Bước đi này được đưa ra sau khi Thủ tướng Phạm Minh Chính than phiền về tình trạng tiêu cực trong việc cấp suất bay tại các sân bay tại một hội nghị tổng kết công tác năm 2022 của Bộ Giao thông Vận tải.